Vâng, Mr. X xin chào tất cả anh chị các bạn. Trong video bài học này thì Mr. X sẽ nói về một cái trụ cột vô cùng quan trọng, cũng là một trong những cái nhân tố ảnh hưởng đến cái quá trình duy trì phát triển cuộc sống gia đình, chất lượng cuộc sống của mỗi một thành viên trong gia đình, đặc biệt là vợ chồng, giúp cho hạnh phúc gia đình trở nên bền chặt, bền lâu và giúp cho cái tình yêu cũng như là tình dục có thể thăng hoa được. Đó chính là cái trụ cột về tình dục. Khi ta nói một tâm hồn đồng điệu, tôi thích một cô gái hoặc là tôi thích một chàng trai, đó là cái sự đồng điệu về mặt tâm hồn, về mặt cảm xúc, về mặt suy nghĩ, và tôi cảm thấy vui, tôi cảm thấy nhớ, tôi cảm thấy thích khi gặp hay là khi không gặp người đó. Nhưng mà sau khi qua cái giai đoạn đó rồi, chúng ta đã về với nhau một nhà rồi, đúng không ạ? Khi hai ta về cùng một nhà, khép đôi mi chung một giường, đúng không ạ? Và sáng thức giấc là không mặc gì. Đấy là một cái lời bài hát mà các bạn chế với nhau ở trên mạng để nói về cái mối quan hệ sau hôn nhân. Thì ta không bàn đến cái chuyện trước hôn nhân, đúng không? Trước hôn nhân có thể các bạn có người yêu nhau giữ gìn, có người yêu nhau sống thử, có người thế này thế khác, tôi không quan tâm. Tôi quan tâm đến chuyện là giữ gìn hạnh phúc gia đình. Mà gia đình ở đây tức là hai người đã phải kết hôn với nhau. Và như vậy các bạn sẽ phải hiểu rằng là tình dục là một trong những yếu tố rất là quan trọng. Và nội dung của cái bài học này rất là dài, chia thành nhiều phần, nhiều video, là nói về khoa học tình dục và tâm lý tình dục. Tôi xin phép nhắc lại, đây là khoa học về tình dục và tâm lý về tình dục, chứ không phải là những thứ bậy bạ, những thứ mà nhố nhăng hay là những thứ mà các bạn nghĩ rằng là sai trái, sai lệch. Tất cả những điều mà tôi trình bày với các anh chị các bạn đều dựa trên những cái cuốn sách nghiên cứu và những cái tài liệu nghiên cứu chính thức về tình dục và cho phép được phát hành. Ở đây là chúng ta đang nói về khoa học về mặt tình dục. Báo chí, đúng không ạ? Rồi thì các cái trang cẩm nang, khoa học trò dành cho giới trẻ, hay là báo phụ nữ, hay là những cái người có nổi tiếng như là chị Thanh Tâm, hay là Bồ Câu, hay là rồi thậm chí là cửa sổ tình yêu, tư vấn rất là nhiều về những chủ đề này rồi. Cho nên nó không có gì là sai trái cả. Tôi chỉ muốn là tổng hợp lại và trình bày với các bạn một cách logic, theo cách nhìn của Mr. X về cái việc đó. Thì trước hết tôi muốn khẳng định rằng tình dục là một chủ đề vô cùng quan trọng, là một cái trụ cột rất quan trọng trong hạnh phúc của gia đình và giúp giữ lửa yêu thương. Ngoài cái vấn đề về tài chính, vấn đề về nuôi dạy con cái, vấn đề về văn hóa, vấn đề về quan hệ xã hội, gia đình, huyết thống, rồi thì những cái vấn đề khác, thì một trong những cái trụ cột vô cùng quan trọng đó chính là cái sự hòa hợp về mặt tình yêu, tình dục đối với hai vợ chồng hoặc là đối với những cái mối quan hệ mà gần giống với gia đình. Bởi vì hiện nay thì bây giờ nó cũng có rất là nhiều các cái mối quan hệ kiểu như vậy, đúng không ạ? Thì tôi xin phép được nhấn mạnh như thế là cái ý thứ nhất. Để mà có một cái cuộc sống tình dục thăng hoa, tình yêu thăng hoa hay là lên đỉnh, thì chúng ta sẽ cần và cũng phải học rất nhiều, hòa hợp rất nhiều và thích nghi rất nhiều trong cái bối cảnh xã hội hiện đại. Tôi cho rằng những cái yếu tố quan trọng trong tình dục đó chính là sự chung thủy. Bởi vì các anh chị biết rồi, ngoại tình chính là một trong những nguyên nhân khiến cho hôn nhân không hạnh phúc, khiến cho người phụ nữ hoặc người đàn ông cảm thấy bị tổn thương, trái tim bị tan vỡ hay là bị xúc phạm. Rồi thì những cái quan niệm về một vợ một chồng, quan niệm về xã hội phụ nữ hiện đại thế này thế kia, khiến cho chúng ta cảm thấy không chấp nhận chia sẻ người bạn đời của chúng ta với người khác, đúng không ạ? Và chúng ta cảm thấy là bị tổn thương rất nặng về mặt tinh thần. Thậm chí có những người bị stress, bị trầm cảm, bị lãnh cảm vì chồng hoặc là vợ của người ta ngoại tình, dù rằng người ta đã rất là tốt đẹp, rất là thế này thế kia, đúng không ạ? Thì cái yếu tố đó là các anh chị hết sức lưu ý, là sự chung thủy thì phải xuất phát từ bản thân mình. Đấy. Và sau đó thì các anh chị cũng phải đưa ra những cảnh báo, nếu như đối tác của mình mà vi phạm phải cái điều này thì chúng ta sẽ phải làm gì, chúng ta sẽ có những phương án như thế nào. Đó chính là cái ý thứ nhất mà tôi muốn nói về cái chủ đề về tình dục. Tiếp theo đấy là chúng ta cũng phải cần sự tôn trọng, đúng không ạ? Nhiều người đàn ông, và nhất là đàn ông, thì thường cho rằng là phụ nữ đã kết hôn với mình rồi thì sẽ phải đáp ứng đầy đủ những cái
cái yêu cầu hoặc là những cái mong muốn hoặc là thậm chí kể cả những sở thích về tình dục của người đàn ông. Nhưng mà điều đấy không phải, đúng không ạ? Chúng ta là sống với nhau, chúng ta là vợ chồng, chúng ta có sinh hoạt vợ chồng với nhau, chứ không phải là tôi sở hữu cô ta hay là cô ta sở hữu tôi. Tôi muốn làm gì cô ta cũng được, tôi bắt cô ta phải làm thế này, tôi bắt cô ta phải làm thế kia, cô ta phải làm theo, nếu cô ta không làm theo thì tôi cảm thấy rất thất vọng, tôi cảm thấy thế này, tôi cảm thấy thế khác. Đó chính là yếu tố về sự tôn trọng về mặt tình dục. Sự tôn trọng ở đây thì ví dụ tôi thể hiện một số những cái ý như này. Ví dụ như là mệt mỏi thì bạn có thể là chỉ nên vuốt ve thôi, đúng không ạ? Chỉ âu yếm, chỉ hỏi han thôi, có thể để hôm mai hôm kia. Hoặc là đang trong cái thời kỳ người phụ nữ người ta trong thời kỳ gọi là chu kỳ kinh nguyệt thì mình có thể là kiêng, đúng không ạ? Mình cũng có thể là tôn trọng. Hoặc là trong thời kỳ người phụ nữ đang ốm đau mệt mỏi, mình cũng bày tỏ sự quan tâm và chia sẻ bằng cách là mình không đòi hỏi. Thì tôi nói thí dụ như vậy, đấy gọi là sự tôn trọng. Hoặc là đối tác của mình không muốn cái này, không muốn cái kia thì mình cũng đừng có làm. Hoặc là muốn có làm thì mình phải giáo dục, phải hướng dẫn từ từ, đúng không ạ? Bởi vì đây là chúng ta cùng nhau thưởng thức cái bữa tiệc này, chứ không phải là chỉ có một mình thôi. Cho nên đấy là xuất phát từ hai phía, thì tôi đánh giá đấy là sự tôn trọng rất là quan trọng, đúng không ạ? Vâng. Thế thì mặc dù là trong cái thời kỳ mà người phụ nữ có chu kỳ kinh nguyệt, thực tế là khoa học và y tế cũng đã cho phép là chúng ta có thể sinh hoạt được trong cái thời kỳ này bằng cách là chúng ta có thể là sử dụng bao cao su để mà phòng tránh. Thế nhưng mà chúng ta cũng nên kiêng, đúng không ạ? Đấy, bằng cách là đấy là thể hiện là sự tôn trọng hoặc là quan điểm. Còn trong tình dục thì chúng ta thấy rằng là có rất nhiều các quan điểm khác nhau. Một cái nội dung nữa tôi cũng muốn trình bày với anh chị và các bạn, đó chính là cái sự hòa hợp, cái sự học hỏi và sự thích nghi trong cái mối quan hệ về vợ chồng và trong cái sinh hoạt, đúng không ạ? Chúng ta nên là tôn trọng những cái gì thuộc về tự nhiên, tức là chúng ta cứ để cảm xúc thăng hoa đi, đúng không ạ? Chúng ta cũng đừng có hạn chế bất kỳ điều gì cả. Chúng ta tôn trọng những cái hành vi thuộc về tự nhiên và chúng ta tránh hoặc là hạn chế những cái quan điểm, những cách thức, những cái phương thức mà nó lệch lạc, nó biến thái hoặc là nó thái quá. Tôi thì tôi luôn luôn cho rằng là tình dục thì là một cái rất là tự nhiên của con người. Nó cũng giống như ăn, giống như hít thở. Và chúng ta có thể làm điều đó trong cái điều kiện khả năng về mặt sức khỏe của chúng ta và trong những cái bối cảnh của xã hội. Đấy, thì chúng ta nên tôn trọng cái sự tự nhiên và tránh những cái tình huống lệch lạc. Bởi vì hiện nay tôi biết rằng là trong xã hội thì nó cũng có một số rất ít thôi, tỷ lệ đấy rất là ít, rất là nhỏ, là có những cái quan điểm về tình dục rất là lệch lạc, đúng không ạ? Ví dụ như là những cái tình huống phô dâm hoặc là quan hệ tình dục nơi công cộng hoặc là thế này thế khác rất là phản cảm hoặc đấy, và nó làm cho cái vấn đề tình dục nó trở nên phức tạp hơn. Thực ra tình dục vốn dĩ là một hoạt động rất là bản năng, từ hàng nghìn năm trước con người đã biết đến cái hoạt động này rồi. Đó là một hoạt động duy trì nòi giống cũng như là để mà giải tỏa tất cả những cái stress, cũng như là để tăng cái sự kết nối trong gia đình với nhau. Thì đó là cái ý nghĩa mà tôi cho rằng là sự hòa hợp cũng như là sự tự nhiên, tôn trọng sự tự nhiên là rất quan trọng. Và Mr.X xin được dừng cái phần này ở đây. Xin hẹn gặp các anh chị và các bạn trong video tiếp theo, bởi vì về cái vấn đề tình dục này thì nó rất là dài và tôi có rất nhiều các cái nội dung chi tiết hơn trình bày với các bạn. Xin chào.